Có nhiều loại trí thông minh, làm sao để biết mình có loại trí thông minh nào để phát huy tốt hả cô giáo? Ok, nếu như bạn đã biết, nếu Trúc Trương đã biết có nhiều loại trí thông minh, bây giờ bạn ngồi xuống bạn ghi hết tất cả những cái loại trí thông minh ra đi. Cái nào là bạn thấy mình sparkling, có nghĩa là mình sáng chói lên nhất, mà mình hứng thú nhất. Chắc chắn nó sẽ có một cái mà bạn làm giỏi hồi nhỏ mà bạn không nhớ. Hoặc là bạn bây giờ nhiều người người ta nói với bạn là bạn làm giỏi cái đó mà bạn không có nhận ra chẳng hạn. Như đã nói rồi, nếu như bạn không thử thì bạn không biết. Bạn chỉ có thể thử để tập, ví dụ như Nhi cũng đã tập liên quan đến những cái liên quan với về kỹ thuật, như học, như muốn học máy tính, như muốn học marketing này nọ. Khi mà bạn như đã từng bày rồi, bạn phải hỏi những cái người xung quanh của mình, tại vì bạn sẽ không có biết được là ai là những cái người mà xung quanh mình, nếu họ lặp đi lặp lại vài từ nào đó là bạn biết bạn giỏi cái đó. Và tốt nhất là thử, đừng có ở nhà ngào ngồi bấm điện thoại đó, mình không biết mình thông minh cái gì rồi, thôi mình không biết thì thôi mình đừng có thử gì luôn, thử hết. Dù mình biết mình không có thông minh cái đó, nhưng mà để chắc chắn nhất định biết là mình không có giỏi cái đó thì nên đi ra. Ví dụ như Nhi rất là kém với mảng giấy tờ chẳng hạn, trong nhóm như mà các bạn làm ăn với Nhi mà ngồi cái bên như là phải đọc những cái giấy tờ trước luật sư, dịch cho Nhi này nọ, dịch ra cái từ đơn giản, tại vì biết giấy tờ luật sư á, tiếng Anh bình thường mình đọc đã muốn đuối rồi, tiếng Anh mà liên quan tới pháp luật từ ngữ nó còn đuối hơn, mà luật sư nó nói chuyện với mình nó dùng mấy cái từ trong luật pháp mình còn đuối nữa. Thì những cái đó mình biết được là mình rất là kém cái đó, dù mình có cố gắng mấy mình cũng sẽ mắc khuyết điểm. Thì tốt nhất mình nên dựa dẫm cho người khác, thì cũng tương tự như vậy. Bạn có thể thử, bạn có thể làm cái này cái kia, học rồi bỏ mấy tháng để mà tìm tòi. Nhưng mà nếu như bạn coi, bạn học những cái đó mà bạn không có hứng thú hoàn toàn, thì bạn phải chấp nhận là mình không có khiếu cái đó. Không có khiếu không nghĩa là mình sẽ không có nhúng chàm như những cái khu vực đó. Tại vì có những cái khu vực cần thiết cho cái việc kiếm ra tiền, thì bạn nên kết bạn và bạn nên collaboration, có nghĩa là nên làm việc chung với những cái người mà có cái kiến thức đó, để cho bạn có thể phát triển cùng với nhau. Tại vì những người đó có khi người ta không có cái kiến thức mà bạn có, hoặc người ta không có cái kỹ năng mà bạn có. Làm việc nhóm là một cái yêu cầu rất là cao để mà bạn có thể phát triển được. Nhi đã phải bỏ đi cái tôi của Nhi, cái sĩ diện của Nhi, cái bướng của mình, cái lì của mình, luôn cho mình đúng và luôn giữ quan điểm của mình để mà quyết định làm việc nhóm. Và bây giờ mỗi lần mà Nhi bướng thì Nhi nhận ra là mình không nên bướng đâu, mình nên làm việc theo nhóm thì mình nên lắng nghe, ví dụ như vậy. Amen. Wow, cái này rất là hay. Ok, mình định nghĩa về thời gian. Ok, tại sao thời gian nó quan trọng? Sao cái thời điểm chứ? Timing có nghĩa là thời điểm, thời gian, thời điểm nó quan trọng. Chỉ nói ví dụ, ok, bạn nào mà chưa có người yêu hoặc là đang có bồ, chưa có bồ đi, chỉ nói ví dụ đi. Timing nha mọi người, tức là thời gian, đúng thời điểm. Timing có nghĩa là đúng thời gian, đúng thời. Xong rồi bạn cứ rủ nhắn, ê, tao đi ăn tối với bạn, mày muốn bu theo không? Thì em cứ lần đầu em nói thôi tao lười quá mày ơi, tao muốn ở nhà tao coi phim, tao không thích diện lên đâu, tao không thích mà đi ra mấy con nó có đẹp không, thôi chắc cũng như mấy con gà lần trước, gớm xấu xí không có đẹp đâu, thôi tao lười lắm tao ở nhà. Lần đầu em nói không, cái lần sau nữa bạn em nó cũng đi đúng với mấy cái con này, ê đi đi, cái con lần trước tao rủ mày mày không đi, lần này tao gặp nó tiếp nè, con này dễ thương lắm, ế chưa có người yêu đâu. Em từ chối lần một, lần hai, đến lần thứ ba hả, con nó có bồ bạ rồi, mà em lại mất đi cái cơ hội gặp cái người con gái đó, có cái cơ hội để biết, để nói chuyện với nó, để mà làm quen với nó. Và em lại không hề biết cái đứa con gái đó chính là cái người xứng đáng để làm bạn gái trong tương lai và trở thành vợ. Đó chính là nói đến cái chuyện timing và thời gian. Con người mình cứ luôn nói là mình không có cơ hội, chị em không có cơ hội, em hết cơ hội, chị em còn trẻ quá, chị em già quá, chị em thế này thế nọ. Cơ hội nó chính là cái thời gian, mỗi cái giây phút. Ví dụ như bây giờ chị cho em cái cơ hội được đặt câu hỏi, đó đã là cái cơ hội rồi. Tại vì sao? Sau cái câu em đặt câu hỏi chính là cái cơ hội để em nhận được kiến thức này. Và em không biết được ngày mai em bước ra đường em đâm đầu với một người nào đó, người ta cần cái kiến thức chị vừa mới bày em, em vừa mới có cái cơ hội. Em chính là người tạo cái cơ hội ra cho em chính là người tạo cái cơ hội để cho tất cả mọi cơ hội đến với em trong cuộc đời. Em không biết rõ ràng mục tiêu dài hạn, nhưng em biết hiện mình cần làm gì để cuộc sống tốt hơn, vậy ok không chị? Có chứ em, cái đó gọi là nhận thức đó. Chứ ít là em nhận thức được là em cần phải làm cái gì cho cuộc sống em tốt hơn. Chị nói ví dụ bây giờ em muốn nấu tô bún bò, mỗi lần chị lấy bún bò ra làm ví dụ, cái là ai cũng chị nhớ lúc nào bún bò, chị mê bún bò lắm. Em muốn nấu bún bò em cần cái gì? Em cần nguyên liệu để nấu bún bò đúng không? Em biết nguyên liệu ở đâu để mua chưa? Em biết ở chợ, nhưng mà chợ này nó có cái này, chợ kia nó có cái kia, không phải chợ này nó có hết.
Ok, vậy giờ làm sao để em đi tới tận ở chợ? Em phải biết dùng Google Maps, em phải biết lái xe máy, em phải biết đi lại, em phải biết nhìn, em phải biết trả giá, em phải biết mùi vị của mấy cái đó nó tươi hay nó không để em mua về nhà. Rồi em mua về nhà xong bắt đầu em làm gì? Em rửa ráy, em bỏ vô nồi. Em nhớ công thức em làm gì? Em gọi cho mẹ em. Em thấy không, ngay cả làm một món ăn em còn cần phải kỹ lưỡng như vậy thì huống gì sống cuộc đời của em. Hãy tưởng tượng cái việc đi chợ nó giống như cái việc là em phải chuẩn bị cho cái việc lớn lao mà em sắp đạt được trong cuộc sống. Thì khi em đi chợ như vậy, em biết em đang muốn gì trong cuộc sống tốt hơn. Nó giống như chuyện em biết rõ em cần mua những cái nguyên liệu nào để em nấu cái món bún bò đó. Em có nấu cho món bún bò ngon được không? Không. Tại vì em chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà chí ít em biết được bún bò nó cần cái gì. Bây giờ em về nhà em sẽ làm gì? Em gọi mẹ em để em hỏi. Tại mẹ em nấu bún bò ngon lắm đúng không? Thì cũng tương tự như trong đời, em phải đi tìm những người thầy đã đi qua cái đó. Ngoài những cái em đã chuẩn bị cộng với lại cái kiến thức của cái người đã trải qua cái điều đó, em sẽ nấu ra cái món bún bò mà ngon hết sảy hết dách, mặc dù em nấu lần đầu tiên. Đời qua em nó là vậy đó. Nhưng có những người, người ta bướng, người ta thích nấu bún bò theo cái kiểu của họ. Họ nấu được không? Được. Họ nấu ngày hôm nay thất bại, không sao, cho cả xóm ăn bún bò ngày hôm nay, ngày mai lại đi chợ mua tiếp, mua hết về lại chuẩn bị nấu tiếp, không sao, mặn quá không sao, lại nấu tiếp. Và họ cứ thử miết cho tự ra cái công thức của họ. Nhưng tại sao họ thất bại so với em là em gọi điện hỏi mẹ? Đó là em vừa mới tiết kiệm thời gian. Em tiết kiệm mỗi ngày mà em nấu có nồi bún bò fail, có nghĩa là thất bại đó, nó thành em nấu có đúng một lần, xong em nấu xuất sắc mà em khôn, em video lại nữa, em ghi ra nữa, lần sau em dùng đi dùng lại thôi. Còn cái đứa đó nó không có chịu nghe lời những cái bậc tiền bối, nó muốn tự nó thử món bún bò không sao. Có khi nó hên lần đầu nó quất phát nồi bún bò ngon luôn, chị không nói là không. Có đứa may mắn nó quất một phát là đúng luôn, miệng nó biết nêm nếm đâu biết được. Nhưng có đứa cả đời lận đận cứ nấu cái nồi bún bò đó đi 100 lần nó cũng không đúng công thức, cái vị nó cũng không ngon, suốt ngày đổ cho heo ăn. Là đó gọi là ngu đó. Dốt mà ngu á. Có nghĩa là đến cuối cùng vẫn quyết định là vừa tốn tiền, vừa mất thời gian và vừa không có kết quả. Hiểu chưa? Trời ơi, Nhi xuất sắc quá, Nhi đem cái bún bò ra làm ví dụ. Đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu tiên coi kênh của chị Nhi. Còn nếu đã coi lâu rồi, vô kiểm tra lại coi mình nhấn subscribe chưa.